nhật kim anh tố bị chồng cũ chiêu cho tức quyền làm mẹ anh có hạnh phúc riêng rồi mà tha tôi được không mối quan hệ căng thẳng giữa nhật kim anh và chồng cũ hậu ly hôn luôn thu hút đông đảo sự chú ý trên mạng xã hội nhật kim anh liên tục đăng đàn tố cáo chuyện chồng cũ và gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản không cho cô và con trai gặp nhau thậm chí cô chia sẻ dù đã năn nỉ câu xin bửu lộc cho đón con đi chơi vào cuối tuần nhưng đều không nhận được bất cứ lời hồi âm nào về phía Bửu Lộc, anh vẫn giữ tâm lý bình thản, không hề đề cập đến ồn ào hậu ly hôn vợ cũ, cho tới mới đây nhất, Nhật Kim anh tiếp tục bức xúc tố chồng cũ dùng chiêu trò để hoãn tòa. Cũng nhân đây, cô cho biết Bửu Lộc đã có hạnh phúc mới và mong anh có thể cho mẹ con cô được gặp gỡ nhau. Nguyên Văn chia sẻ trên Facebook của nữ ca sĩ như sau: Con trai của mẹ hôm nay ba con lại tiếp tục dùng chiêu trò để xin hoãn tòa, mẹ thật sự mệt mỏi, nhưng không sao vì con mẹ sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng hôm nay mẹ biết là ngày trong tuần con phải đi học sợ không gặp được con mẹ đã gọi điện thoại nhưng ba con chặn cuộc gọi mẹ chỉ có thể nhắn tin thôi nhưng nhắn tin cũng không được hồi đáp mẹ thật sự không biết cách nào để tìm con trai của mẹ chỉ có một cách là mẹ cứ canh giờ tan học hoặc ngày cuối tuần vượt cả trăm cây số từ sài gòn xuống cần thơ tìm cơ hội hên xui để gặp con có hôm hên thì được gặp con có hôm xui như hôm qua mẹ đã nhắn trước cho bà con ba ngày hẹn giờ giấc để gặp con vậy mà khi xuống đến nơi bà con vẫn có cớ là con đi học thêm và bắt mẹ đợi hai tiếng sau mới cho gặp con ngồi chơi với con tại phòng khách tại sao vậy chỉ một tin nhắn trả lời là cho gặp hay không và cho gặp lúc mấy giờ mà khó đến vậy sao lịch học thêm của con mẹ chẳng hay biết gì bà con không hề thông báo cho mẹ con có bệnh tật ốm đau gì mẹ cũng hoàn toàn không được biết tại sao tại sao lại khó khăn với tôi như vậy tôi đã làm gì sai tại sao anh và gia đình anh cứ hành hạ tôi hết lần này đến lần khác tôi đã cố gắng để chúng ta có thể chia tay trong hòa bình chia tay trong văn minh tại sao anh và gia đình anh cứ ép tôi hoài như vậy anh lộc ơi sao bên ngoài anh đạo đức nhân văn thế sao bên trong anh lại có thể cư xử tệ đến vậy tôi cũng có quyền bình đẳng như bao người mẹ khác được gặp con và được đưa con đi đây đó miễn không ảnh hưởng đến con là được mà trong bản án ly hôn cũng ghi rõ tôi có đầy đủ quyền của một người mẹ mà sao anh nhẫn tâm tước hết quyền và khao khát được sống bên con của tôi vậy anh ngày xưa anh dựa vào việc tôi không ổn định dựa vào việc tôi là nghệ sĩ dựa vào những mối quan hệ cộm cắn của ba anh mẹ anh dùng tình cảm khóc lóc với tôi cuối cùng cũng với mục đích là để cướp con tôi tôi cũng vì con không muốn ảnh hưởng đến con không muốn ba mẹ xấu trong mắt con nên đã cắn răng chịu đựng nhường quyền nuôi con cho anh chỉ mong sao anh đạo đức nhân văn cho tôi và con tôi thoải mái gặp ừ. nhau vậy mà giờ đây mỗi lần muốn được gặp con tôi còn thiếu điều muốn quỳ lại van xin anh và ba mẹ anh như vậy đó sao anh bố thí cho tôi chỉ được gặp con trong phòng khách không được bước ra khỏi cửa nhà anh. Thèm chở con đi mua sắm hoặc muốn ăn cùng con một món gì đó, nó khó con hơn lên trời vậy sao? Anh cũng đã có hạnh phúc riêng rồi mà anh. Anh tha cho tôi có được không anh Lộc? Tại sao cứ phải ích kỷ muốn cướp con tôi như vậy? Vợ chồng Nhật Kim anh lúc còn hạnh phúc bên nhau, hiện chúng tôi đang liên lạc với chồng cũ của nữ diễn viên để xác nhận sự việc tuy nhiên trong cuộc trò chuyện trước đó bửu lộc khẳng định độc giả bây giờ rất thông minh họ tự suy xét và phân tích đủ để hiểu vấn đề mà còn con của mình và gia đình mình thì rất cần sự bình yên giờ mình chỉ muốn tập trung chăm sóc con và lo công việc gia đình thôi chứ hết biết nói gì rồi nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất